Tiền vệ Martin Law. Martin Law rời Australia về Việt Nam khi Việt Kiều là từ khóa hot sau thành công của Đặng Văn Lâm. Martin Law có bố mẹ là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Australia. Cầu thủ này đã trưởng thành từ đội bóng đang thi đấu ở A-League là Western Sydney. Martin là tài năng Việt Kiều đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây. Anh mới được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội U23 Việt Nam phục vụ cho chiến dịch SEA Games sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo FC Phố Hiến. Khả năng cầm nhịp, giữ bóng, đột phá và chuyền bóng của Martin Law khá ấn tượng. Anh đích thị là một playmaker đáng xem của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Sẽ có tính sát thương rất cao nếu kết hợp với những cầu thủ có tố chất và tư duy bóng đá hiện đại như bộ ba của anh Gia Lai, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng. Quan trọng hơn nữa, cầu thủ mang áo số 10 của FC Phố Hiến đông đầy tình cảm với bóng đá Việt Nam và tha thiết được cống hiến cho đội tuyển. Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Từng là một mẫu tiền đạo toàn diện với tầm hoạt động rộng trong số 4 cầu thủ trên hàng công của U19 Việt Nam năm ngoái. Mạnh Dũng đã ghi điểm với khả năng phối hợp và làm tường tốt với các vệ tinh xung quanh. Thêm vào đó, anh cũng tạo được dấu ấn với khả năng không chiến, chấp cơ hội và dứt điểm từ xa. Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng của câu lạc bộ Viettel được huấn luyện viên Lee Hyung-sin, bạn thân của huấn luyện viên Park Hang-seo, đánh giá là tiềm năng lớn của bóng đá Việt Nam. Điều đáng tiếc là anh không được ra sân nhiều tại V-League 2019, khiến cảm giác bóng không được duy trì. Có chiều cao lý tưởng và khả năng chạy chỗ tốt, Nhâm Mạnh Dũng lọt vào mắt xanh của thầy Park và có dịp thể hiện ở đợt tập trung đầu tháng 8. Tuy nhiên anh bị chấn thương nên không thể hiện được nhiều ở trận gặp Kitchi FC hôm 14 tháng 8. Và SEA Games sắp tới sẽ là cơ hội để Mạnh Dũng ghi điểm trong mắt thầy Park. Xa hơn nữa là một suất trên hàng công tuyển Việt Nam khi mà vị trí trung phong đang trở nên khô hiếm những cầu thủ chất lượng. Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng. Sự vượt khó của câu lạc bộ Thanh Hóa ở V-League năm nay có dấu ấn đậm nét của cầu thủ trẻ Nguyễn Trọng Hùng. Màn trình diễn xuất sắc kể từ đầu mùa giải của tiền vệ 22 tuổi này là rất ấn tượng và đáng khen. Tuy vậy, ít ai biết được rằng tiền vệ trẻ tài năng này đã bị PVF thải loại và nay đã trở thành cầu thủ trẻ sáng giá của V-League. Nổi tiếng là nhanh nhẹn, khéo léo, thậm chí được huấn luyện viên từng vô địch cúp C1 khen có chất bóng đá. Nhưng có lẽ phẩm chất quý giá nhất của tân binh chính là sự gan lì. Hot boy bóng đá xứ Thanh là phát hiện thú vị của huấn luyện viên Đức Thắng khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Thanh Hóa. Nguyễn Trọng Hùng nhanh chóng để lại ấn tượng và ghi điểm với thuyền trưởng của U23 Việt Nam. Trong nhiều đợt tập trung, Trọng Hùng được điền tên và trao cơ hội thể hiện. Thủ môn Phan Minh Thành. Thủ môn Phan Minh Thành, Than Quảng Ninh đang là cái tên gây nhiều chú ý ở hai đợt tập trung gần nhất của U22 Việt Nam nhờ vào chiều cao thuộc hàng khủng trong số những người gác đền. Minh Thành sinh năm 1998 và đã cao tới 1m92, hơn thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm 5cm. Sải tay dài, cùng với khả năng chơi bóng bổng tốt là lợi thế của Thành so với những người đồng đội thi đấu cùng vị trí. Và điểm yếu của Thành là tốc độ di chuyển, thân hình gầy gò so với thủ môn. Tuy nhiên, điều này có thể cải thiện trong tương lai thông qua tập luyện. Mặc dù vậy, theo chia sẻ, điểm yếu của thủ thành này là khả năng chơi bóng bằng chân chưa được tốt. Và để khắc phục được nhiều điểm này, Phan Minh Thành đã học hỏi rất nhiều từ huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và thủ thành Huỳnh Tuấn Linh, những người thấm nhuần tư duy phát triển bóng từ vị trí thủ môn. Thủ môn Đỗ Sĩ Huy. Cựu thủ thành số 1 của U19 Việt Nam trước khi để Bùi Tiến Dũng giành suất bắt chính tại chung kết U19 châu Á 2016 và sau đó là U20 World Cup 2017. Đỗ Sĩ Huy là một thủ môn tiềm năng, bản lĩnh tốt, có tố chất của thủ lĩnh. Huy có thể lực tốt, khao khát được thi đấu, ý chí quyết tâm cao. Tuy nhiên, Sĩ Huy cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để có thể khẳng định dấu ấn cá nhân của mình. Nhiều người gọi Sĩ Huy là phiên bản 2.0 của cựu thủ môn Dương Hồng Sơn. Người ta cũng gọi anh là người hùng của U19 Hà Nội FC tại bán kết và chung kết U19 quốc gia 2016 khi anh đẩy thành công các quả sút luân lưu 11m để giúp Hà Nội FC vô địch lần thứ 3 tại giải đấu này. Sĩ Huy cao 1m77, đây chưa phải là thể hình lý tưởng của một thủ môn. Tuy nhiên, ở Sĩ Huy có ý chí tiến thủ tốt, không ngừng tập luyện và học hỏi. Ở anh có cả sự lì lợm, bền bỉ đến kinh ngạc. Tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt. Huỳnh Tiến Đạt sinh năm 2000 là sản phẩm của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Cũng như nhiều cầu thủ đồng trang lứa khác, Tiến Đạt được đội bóng Phố Núi cho Phố Hiến FC mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Ở mùa giải hạng nhất năm 2019, cầu thủ có gương mặt điển trai này được mệnh danh là siêu dự bị của Phố Hiến FC.
Có lẽ ít người còn nhớ đến, chính Tiến Đạt là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Phổ Hiến FC trong ngày khai màn giải hạng nhất quốc gia 2019. Qua 14 vòng đấu, cầu thủ này cũng đã đóng góp 4 bàn thắng cùng 2 kiến tạo, thành tích ngang bằng với cầu thủ Việt Kiều Martin Lò. Thành tích ấn tượng ấy đã giúp cầu thủ xuất thân từ Hoàng Anh Gia Lai được huấn luyện viên Park Hang-seo quy hoạch vào diện kiểm tra năng lực, tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games diễn ra vào cuối năm. Tiền vệ Nguyễn Trọng Long. Nguyễn Trọng Long sinh năm 2000 tại Thanh Hóa, là học viên khóa 3 của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Mặc dù xứ chiều cao khiêm tốn 1m67, nhưng cầu thủ này có lối chơi quyết liệt, luôn có mặt tại những điểm nóng ở tuyến giữa để thu hồi bóng, ngăn chặn ý định tổ chức tấn công của đối phương. Những pha tốc bóng của Trọng Long không hề tạo cảm giác đá xấu hay chơi ác ý. Thay vào đó, tiền vệ này luôn lấy bóng rất gọn, hiệu quả cao. Long là mẫu cầu thủ tổ chức với khả năng quán xuyến tuyến giữa tốt. Trở lại sau chấn thương, Trọng Long đã nhanh chóng lấy lại được phong độ và thi đấu tốt trong màu áo của FC Phổ Hiến tại giải hạng nhất quốc gia 2019. Mỗi lần được triệu tập lên đội trẻ quốc gia, Trọng Long luôn biết cách tỏa sáng và lần này đã ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Tin rằng nếu tiếp tục cố gắng tập luyện cùng duy trì phong độ, Trọng Long nhiều khả năng sẽ được dự SEA Games 30.